Xin được chân thành cảm ơn quý cô anh chị đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Colot Antigold, sản phẩm chứa thành phần sữa non từ bò của công ty Carefor để chăm sóc sức khỏe. Ngày đầu tiên dùng sản phẩm thì cách pha, cách uống là quan trọng nhất. Khi pha đúng, uống đúng thì sẽ tạo nên hiệu quả tốt. Nếu quý cô anh chị quên thì có thể xem lại cuốn cẩm nang thông tin về sản phẩm. Và trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu có khúc mắc thì quý cô anh chị có thể nhắn tin hoặc là điện thoại trực tiếp cho Bách hoặc những người đang chăm sóc quý anh chị nhé. Xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Và sau đây thì cho phép Bách xin được chia sẻ nhanh về cuốn thông tin cẩm nang hướng dẫn sử dụng sản phẩm Colot Antigold. Trang đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy những cánh đồng cỏ xanh mướt với những chú bò được chăn thả một cách tự nhiên. Và công ty Carefor thì luôn mong muốn mang đến sức khỏe toàn diện cho toàn thể quý anh chị. Về giá trị sử dụng sữa non 24 giờ thì đã có những thông số cụ thể để thông tin quý cô anh chị có thể tham khảo thêm. Và đặc biệt là những nông trại chăn nuôi đạt chuẩn tại New Zealand với lối chăn nuôi 3 sạch, thức ăn sạch, nguồn nước sạch, môi trường sạch cùng với nguồn tắc chăn nuôi 3-0, đó là không nuôi nhốt, không thức ăn tinh, không uống nước nhiễm bẩn. Nguồn nguyên liệu sữa non 24 giờ thì chất lượng vượt trội. Rồi công ty thì chủ động nguồn nguyên liệu dồi dào và chất lượng. Công ty đang liên kết với hơn 400 nông trại. Và quý anh chị ạ, kháng thể là những chiến binh thầm lặng đang bảo vệ cơ thể của chúng ta, bảo vệ sức đề kháng để hệ thống phòng ngự luôn vững chắc. Bổ sung kháng thể chủ động mỗi ngày. Hãy bắt đầu buổi sáng hoàn hảo với Colot Antigold. Về cách sử dụng xin được chia sẻ với quý cô anh chị. Chúng ta sử dụng cái bình nắc cho 150ml nước sôi để nguội hoặc nước bình thường vào nỉ nắc. Bước 2 là chúng ta sẽ dùng 2 muỗng sữa Colot Antigold để cho vào bình. Và bước số 3 là chúng ta sẽ đậy nắp nỉ nắc thật chặt. Và bước 4 là chúng ta lắc mạnh đến khi sệt lại và chúng ta có thể thưởng thức. Chúng ta có thể đến đi thủy tinh hoặc chúng ta có thể sử dụng để thưởng thức ha. Và đối tượng sử dụng đó là trẻ em trên 3 tuổi, đó là phụ nữ có thai, đó là những người đang gặp các vấn đề về sức khỏe, đó là những người trưởng thành và đó là những người già đang cần bổ sung thêm những dưỡng chất thiết yếu. Xin kính chúc cho toàn thể quý cô anh chị có thể sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả.